Xin chào mọi người. Nay quay clip mình quay những cái trứng lươn nó đang trong quá trình nở nha mọi người, coi thử nha. Đây là những cái trứng lươn mình vớt lên vẫn được cỡ của nay nữa là 2 ngày rồi, hơn 2 ngày. Này nó đang trong quá trình nở nè. Zoom lớn lên cho mọi người thấy nhìn rõ. Ở trong cái trứng thì nó đã có những cái phôi lương đã hình thành. Thì những cái trứng này là chắc khoảng là trong ngày hôm nay hoặc là tới sáng ngày mai là nó sẽ nở hết. Đây con tớp nó đã nở trước rồi nè. Mình zoom gần lại. Ok. Còn bên đây nữa, bên này thì nó nở cũng được một số rồi, nở cũng hơi nhiều rồi. Còn những cái trứng màu này là nó sắp sửa nở. Có những cái trứng nó phôi, nó có phôi sẵn rồi nè. Thì những cái trứng này là nó chuẩn bị nở hết rồi. Đó, để mình để giữ cái máy yên này, mọi người thấy ở trong cái trứng nó có những con lươn con nó đang nhúc nhích là những cái trứng nó sắp nở rồi đó. Ok, rồi cảm ơn mọi người đã xem cái clip của mình nha.